Rồi, từ từ đi. Trận đấu bắt đầu. Cái này
đấu anh điểm là các vận động viên thi đấu trong vòng tròn 7m trên sân. Hai vận động viên thi đấu anh cho nhà xuống dưới này. Nếu một vận động viên nào đó đưa được cơ thể của đối phương ra khỏi vòng tròn đó thì mất được một điểm, và vận động viên ngược lại vận động viên mất một điểm. Xin mời các khán giả chỗ huấn luyện viên Vũ Anh lùi lại phía sau đi. Giải vô địch vận các câu lạc bộ vận ngoại biển quốc gia năm 2023. Đây là giải đấu đầu tiên Việt Nam tổ chức vận ngoại biển và được tổ chức tại sở cơ khí đạp của quê hương Thanh Hóa. Và 19 đoàn tham gia là chọn những anh tài vượt giỏi nhất Việt Nam tập trung tại thành sân của tổ chức thi đấu. Xin mời huấn luyện viên hiện nay các trận đấu diễn ra rất là kịch tính. Các vận động viên gần như là tiêu thức đi tả, các trận đấu rất là kịch liệt và thắng thua chỉ được phân bằng điểm, chứ chưa thấy trận nào mà có những cái nổi bật. Trọng tài công bố kết quả, vận động viên trang phục xanh đơn vị quân đội thắng trận.